Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với địa giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với vô minh chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử Sầu than khổ yêu não chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với bố thí ba la mật đa chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với Pháp không nội chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa, này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với chân như chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với thánh đế khổ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa.